Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Coin68. Trong video lần trước, Coin68 đã giới thiệu cũng như đưa ra những đánh giá về FTX, một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử mới nổi trong thời gian gần đây. Trong video đó, chúng ta đã cùng nhau điểm qua những sản phẩm giao dịch của nền tảng này. Như đã hẹn, đây sẽ là chuỗi video giải thích cũng như hướng dẫn chi tiết về các sản phẩm phái sinh của sàn FTX để anh em trader có thể chọn được loại hình giao dịch phù hợp với bản thân nhất. Đầu tiên sẽ là video về Future Contract hay còn gọi là hợp đồng tương lai. Cho những ai chưa biết thì FTX là một sàn giao dịch tiền điện tử mới xuất hiện trong thời gian gần đây, hỗ trợ nhiều sản phẩm giao dịch như Spot Trading, Future Contract, Move Contract và các chỉ số đặc biệt chỉ có ở nền tảng này. Để biết thêm thông tin cụ thể về FTX và hoạt động trên sàn, hãy xem qua bài viết đánh giá tổng quan của Coin68 tại link trong phần mô tả của video. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích giao dịch futures hay còn gọi là hợp đồng tương lai trên FTX về các đồng tiền hỗ trợ, đòn bẩy, chi phí giao dịch và hướng dẫn chi tiết cách đặt lệnh. Trong lĩnh vực tài chính, hợp đồng tương lai hay còn gọi là future contract là một hợp đồng chuẩn hóa giữa hai bên nhằm trao đổi một loại tài sản cụ thể với giá thỏa thuận ngày hôm nay, gọi là giá tương lai hay giá xuất phát, nhưng giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong tương lai hay còn gọi là ngày giao hàng. Đây là một hình thức phái sinh tiền điện tử khá thịnh hành trong thời gian qua. Tuy đã xuất hiện từ lâu trên sàn giao dịch khá nổi tiếng là BitMEX, song phải đến lúc Binance thông báo ra mắt nền tảng futures của mình thì lĩnh vực này mới được biết đến rộng rãi và thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Giao dịch futures tiền điện tử về cơ bản là hoạt động mua bán hợp đồng tương lai của một đồng tiền điện tử nhất định. Giao dịch theo hình thức này cũng tương tự như khi bạn giao dịch spot trading thông thường. Trong thời điểm hiện tại, FTX đang hỗ trợ giao dịch future đến 23 đồng coin tính đến ngày 25 tháng 12 năm 2019 như Bitcoin, Ethereum hay là Tomochain vân vân. Các bạn có thể xem chi tiết trên website của FTX. Mỗi đồng coin được giao dịch future trên nền tảng này đều sẽ được hỗ trợ bởi 3 loại hợp đồng. Thứ nhất là hợp đồng tương lai không kỳ hạn, thường gọi là perpetual, ký hiệu là tên đồng coin gạch PRP, ví dụ như là BTC gạch PRP. Đây là hợp đồng tương lai không có thời điểm bắt buộc thanh toán. Tiếp theo là hợp đồng quý này, tức là hợp đồng quý hiện tại, ký hiệu là tên đồng coin gạch chéo ngày kết thúc quý hiện tại. Đây là hợp đồng có thời điểm thanh toán là lúc kết thúc quý hiện tại. Cuối cùng là hợp đồng quý kế, ký hiệu là tên đồng coin gạch chéo ngày kết thúc quý tiếp theo. Đây là hợp đồng có thời điểm thanh toán là kết thúc của quý tiếp theo. Như bạn có thể thấy thì đây là trang chủ của nền tảng FTX. Rồi, ở trên này là những loại tài sản mà chúng ta có thể giao dịch. Đây thì mình sẽ lấy Bitcoin, BTC, PRP là hợp đồng tương lai không kỳ hạn của Bitcoin. Ở phần lớn nhất thì đây là giao diện của TradingView, khá là quen thuộc với các anh em trader rồi, không nói làm gì nữa. Ở góc trên bên phải chúng ta có giá chỉ số, đây là giá trung bình của Bitcoin trên các sàn giao dịch lớn. Khi các bạn bấm vào đây thì các bạn có thể thấy được là những cái sàn mà FTX lấy index cho những đồng coin của họ. Đánh dấu giá là giá hiện tại trên nền tảng FTX. Các bạn có thể thấy hai giá này không chênh nhau nhiều lắm nhờ vào thuật toán của FTX như mình đã nói ở video trước. Khối lượng mở là tổng khối lượng của các lệnh long và lệnh short theo từng bên. Khối lượng 24 giờ thì cũng quen thuộc rồi. Thời gian trả vốn tiếp theo là 11 giờ. Tỷ lệ mua và bán dự đoán thì tỷ lệ mua và bán dự đoán này là bằng số giá trị của lệnh long chia cho giá trị của lệnh short rồi trừ đi 1. Như các bạn có thể thấy ở đây là 0.0019%. Tức là long đang nhiều hơn short. Còn nếu các bạn thấy ở đây có một chỉ số âm, ví dụ âm 0.001% chẳng hạn, thì số lệnh short đang nhiều hơn số lệnh long. Đây là tổng số tài sản thế chấp thì mình nạp vào tài khoản này khoảng 50 đô để demo cho anh em xem thử. 50 đô thì mình chuyển sang từ USDT thì theo thuật toán của sàn thì còn 47,40 đô khoảng đấy. Đòn bẩy, max position leverage và tỷ lệ ký quỹ thì mình chưa đặt lệnh cho nên những con số này chưa lên. Max account leverage thì mình đang set ở mức 5x. Chúng ta chuyển sang góc dưới bên trái thì order book, đây là khối lượng mua và giá mua của Bitcoin. Bên này là giá bán và khối lượng chào bán của Bitcoin. Bên này là thị trường giao dịch. Những lệnh ở bên order book thành công thì nó sẽ chuyển sang thị trường giao dịch. Ở giữa này là nơi mà chúng ta đặt lệnh mua và lệnh bán Bitcoin. Các loại lệnh thì limit, lệnh thị trường, lệnh nhưng thị trường. Limit thì các bạn set mua Bitcoin ở một mức giá cụ thể ở đó, ví dụ như mình set 7.100 USD. Giá market, giá thị trường, tức là các bạn mua ngay với giá thị trường. Thì cái này nếu mà các bạn đang sợ bị trễ lệnh hay là
cần vào nhanh á, thì ở đây thì chúng ta có 3 chỗ để tích: chỉ giảm, reduce only, post và IOC. Thì với những người đã từng trade ở trên nền tảng BizMax thì có lẽ sẽ thấy khá quen thuộc chỉ giảm hay reduce only. Thì nếu chúng ta đánh dấu cái chỗ này á, thì lệnh sẽ chỉ dành cho vị thế giảm hiện tại và không mở vị thế đối lập. Post thì nếu mà chúng ta tích vào cái này á, thì lệnh của chúng ta sẽ chỉ đăng vào sổ lệnh chứ không mua từ các lệnh hiện có. Tại sao chúng ta phải tích vào cái này? Thì khi mà người tích vào cái này á, thì sẽ chỉ cần trả phí của maker thôi chứ không phải trả phí của taker. Maker là người tạo ra lệnh, còn taker là người mua từ một lệnh hiện có. Phí của maker thường sẽ rẻ hơn rất nhiều so với phí của taker. Còn IOC hay là immediate or cancel, thì khi bạn tích vào cái này á, các bạn biết lệnh fill or kill rồi đúng không? Fill or kill tức là ví dụ các bạn mua một Bitcoin ở giá 7.000 đô thì một khi nó fill hết thì nó sẽ lấy, còn không fill hết thì nó sẽ hủy cái lệnh đó. Còn IOC á, ví dụ nó khớp được của bạn nửa bit thì các bạn sẽ giữ nửa bit đó. Nếu mà giá trôi lên 7.200, 7.300 thì nó sẽ hủy, nó sẽ không mua nữa, các bạn sẽ giữ được một bit. Đó là cái lệnh của IOC này. Thì những cái tích này nó sẽ có ích với những nhà đầu tư tổ chức, còn với trader bình thường thì nếu các bạn muốn tận dụng cũng được thôi, nhưng mà nó cũng không quan trọng lắm. Thì đó, đây là tất cả về những cái giao dịch future của sàn giao dịch FTX. Khá đơn giản đúng không? Với những người đã có kinh nghiệm giao dịch rồi thì hoàn toàn sẽ đặt lệnh một cách dễ dàng. Đến đây thì có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao FTX lại có đến 3 loại hợp đồng tương lai, mục đích của từng loại để làm gì và những trader nào thì nên chọn loại nào. Thực chất thì chúng ta có thể chia những sản phẩm từ hợp đồng tương lai mà FTX cung cấp thành hai loại là hàng quý và vĩnh viễn. Sự khác biệt giữa hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hợp đồng tương lai truyền thống chỉ đơn giản là nó không có ngày đáo hạn hoặc là ngày thanh toán. Giả dụ như một hợp đồng tương lai dành cho sản phẩm vật lý, ở đây mình sẽ lấy ví dụ như lúa mì chẳng hạn. Trong trường hợp hợp đồng tương lai truyền thống, những hợp đồng này được lập nên để chuyển giao lúa mì trong tương lai. Nói cách khác, lúa mì sẽ được chuyển giao vào thời điểm hợp đồng tương lai này đáo hạn. Do vậy, có một bên sẽ phải trực tiếp nắm giữ lúa mì, tạo nên chi phí nắm giữ cho hợp đồng. Bên cạnh đó, giá lúa mì có thể dao động dựa trên cách biệt về thời gian giữa thời điểm hiện tại với lúc đáo hạn hợp đồng. Khi khoảng cách này gia tăng, chi phí nắm giữ sẽ càng tăng theo, giá tương lai sẽ càng ít chắc chắn và khoảng cách giữa thị trường giao ngay và thị trường tương lai truyền thống sẽ càng lớn. Hợp đồng tương lai vĩnh viễn được lập ra để tận dụng triệt để các lợi thế của hợp đồng tương lai, nhất là đặc tính không thực tế chuyển giao tài sản, đồng thời sao chép lại những chuyển động trên thị trường giao ngay để rút ngắn khoảng cách giữa giá tương lai và giá đánh dấu. Đây là một cải tiến đáng lưu ý so với các hợp đồng tương lai truyền thống, vốn có thể có khác biệt dài hạn hoặc vĩnh viễn so với giá giao ngay. Còn đối với trường hợp của hợp đồng tương lai hàng quý, sẽ phù hợp hơn khi bạn không bận tâm đến việc hoán đổi sang những loại tài sản khác hoặc muốn giữ một vị thế đầu tư, tức là long hoặc short trong một thời gian dài. Với khả năng cung cấp tính thanh khoản của FTX, việc đầu tư của bạn sẽ đơn giản hơn rất nhiều lần. Thêm vào đó, cả hai loại sản phẩm này đều có đòn bẩy cho phép nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử. Vậy với những ai đã từng sử dụng SnapX hoặc BitMEX, điều cần lưu ý là gì khi giao dịch trên nền tảng FTX này? Thứ nhất, hợp đồng tương lai trên FTX được thanh toán bằng stablecoin. Người dùng cần phải nạp stablecoin vào để làm tài sản thế chấp, hay còn gọi là collateral, cho tất cả các lệnh giao dịch futures và cả profit and loss của giao dịch cũng sẽ được tính dưới dạng stablecoin. Hiện FTX chỉ hỗ trợ nạp các stablecoin sau: Tether, USD, Paxos và USD Coin. Số dư stablecoin được tính theo đơn vị đô la Mỹ hay là USD ấy. Bên cạnh việc sử dụng các stablecoin trên để làm tài sản thế chấp, người dùng còn được phép chọn những đồng tiền sau, ví dụ như là Bitcoin, FTX Token, Ethereum và Binance Coin. Thứ hai, đây là một lưu ý cực kỳ quan trọng. Thị trường giao dịch futures của FTX có chương trình cung cấp thanh khoản khẩn cấp, vốn sẽ kích hoạt trong trường hợp nhà đầu tư có nguy cơ phá sản để tránh trường hợp bị tịch thu toàn bộ tài sản. Và cuối cùng, thị trường giao dịch futures của FTX có các lệnh ký quỹ gọi là margin call được tính toán cẩn thận để tránh gây ra các biến động giá lớn.